Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình không có văn bản gì để trên bàn tôi quá 2 ngày. Khi nạn chặt chém được phát trực tiếp trên mạng xã hội. Cán bộ ban quản lý dự án huyện ở Quảng Bình bị bắt. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình không có văn bản gì để trên bàn tôi quá 2 ngày. Thưa quý vị và các bạn, làm việc với Bộ Nội vụ, sáng qua, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chia sẻ, từ khi làm Phó Thủ tướng, ông ký văn bản cho ý kiến liên quan đến lĩnh vực của Bộ Nội vụ đầu tiên và là nhiều nhất. Không có văn bản gì để trên bàn tôi quá 2 ngày. Ban ngày họp thì ban đêm đọc tài liệu, văn bản của các đồng chí trình. Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, Bộ Nội vụ có vai trò và vị trí đặc biệt quan trọng, đa ngành, đa lĩnh vực, phụ trách những vấn đề về con người, bộ máy có những lĩnh vực công việc rất khó và nhạy cảm như vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, Bộ Nội vụ có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các bộ ngành, đồng thời có nhiều sáng tạo, đổi mới, chấp nhận khó khăn, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, nhất là đối với những vấn đề khó và phức tạp. Về việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương, dù chưa thực hiện trọn vẹn nghị quyết 27, nhưng với cách làm sáng tạo, thực hiện có lộ trình, bước đi hợp lý, thực tiễn đã chứng minh chế độ tiền lương được cải thiện nhưng tình hình không tạo ra đột biến phức tạp. Thủ tướng cũng lưu ý, Bộ Nội vụ cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, nhất là trong công tác hoàn thiện thể chế các lĩnh vực thi đua khen thưởng, cải cách hành chính, đào tạo bồi dưỡng và đánh giá cán bộ để các mặt công tác có chất lượng cao hơn và thực chất hơn. Chúng ta đã lựa chọn đột phá chiến lược là thể chế thì phải làm sao cho tư duy về xây dựng thể chế phải thay đổi, phải đột phá. Phó Thủ tướng nói và cho biết kết luận trong các buổi họp về xây dựng thể chế. Thủ tướng Chính phủ đều nói rất nhiều, đề cập rất nhiều đến nguyên tắc, sát thực tế, tháo gỡ được các khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, khơi thông được các nguồn lực, không tạo cơ chế xin cho. Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh và nêu rõ, cố gắng đừng tạo ra cơ chế vòng vo, con gà, quả trứng. Muốn có tiền phải có đề án, muốn có đề án thì phải có tiền. Không biết cái nào trước, cái nào sau rất khó thực hiện. Bộ Nội vụ phải xác định xây dựng thể chế là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Khẳng định sẽ làm hết sức những vấn đề liên quan mà Bộ Nội vụ trình. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chia sẻ, từ khi làm Phó Thủ tướng, ông ký văn bản cho ý kiến liên quan đến lĩnh vực của Bộ Nội vụ đầu tiên và là nhiều nhất. Không có văn bản gì để trên bàn tôi quá 2 ngày. Ban ngày họp thì ban đêm đọc tài liệu, văn bản của các đồng chí trình. Phó Thủ tướng Thường trực cho biết và đôn đốc Bộ Nội vụ trình sớm 14 hồ sơ, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Liên quan đến tổng kết 20 năm thực hiện mô hình tổ chức bộ máy của Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng đây là việc khó, đề nghị bộ căn cứ vào các nghị quyết của Đảng, sắp xếp bộ máy cho tinh gọn, tổng kết thực tiễn thi hành và tham khảo thêm kinh nghiệm quốc tế để bố trí lại bộ máy cho phù hợp. Khi nạn chặt chém được phát trực tiếp trên mạng xã hội. Thưa quý vị và các bạn, vụ việc nam streamer nổi tiếng IsoSweet bị chặt chém khi thuê xe điện tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh đã gây ra một tình huống khó xử. Việc nam streamer IsoSweet bị chặt chém khi thuê xe điện với giá 100 đô la, tức là gần 2,5 triệu đồng, trong khi bình thường chỉ dao động từ 35.000 đến 40.000 đồng một lượt, đã gây bức xúc mạnh mẽ trong cộng đồng mạng. Điều đáng nói là toàn bộ sự việc này đã được phát trực tiếp trên mạng xã hội, thu hút hơn 100.000 lượt xem trên toàn thế giới, tạo ra một tình huống rất khó đỡ về tình trạng du khách bị làm giá tại Việt Nam. Đáng nói nữa là không chỉ dừng lại ở việc IsoSweet bị hết giá dịch vụ. Sự chặt chém này còn có tính ngang nhiên, thách thức khi diễn ra trước máy quay của đội ngũ đi theo phục vụ cho việc phát trực tiếp các hoạt động của IsoSweet trên mạng xã hội, càng làm tăng tính nghiêm trọng của vấn đề. Tình trạng chặt chém du khách, đặc biệt là khách quốc tế, không phải là chuyện lần đầu đối với du lịch Việt Nam, mà là chuyện khá phổ biến tại các điểm du lịch trên cả nước trong thời gian qua. Đó là minh chứng rõ ràng cho tư duy làm ăn tham bát, bỏ mâm. Những cá nhân này chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt mà không nhận ra rằng hành động của họ đang làm tổn hại đến ngành du lịch, ảnh hưởng đến kinh tế địa phương và hình ảnh quốc gia trong mắt bạn bè quốc tế. Đây là vấn đề có tính kinh niên, nhưng gần như chưa thấy ở đâu có giải pháp xử lý dứt điểm vì nhiều lý do. Trong đó có nhiều cách tiếp cận vấn đề của nhiều địa phương vẫn chưa thực sự nghiêm khắc và quyết liệt.
những biện pháp xử lý tạm thời, thiếu tính răn đe, chưa đủ để ngăn chặn nạn chặt chém kéo dài. Tối ngày 14 tháng 9 vừa qua, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã mời làm việc hai người cho thuê xe điện ở phố đi bộ Nguyễn Huệ và đã xử phạt 10 triệu đồng vì hành vi chặt chém. Lãnh đạo Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh sau đó cũng gửi lời xin lỗi đến streamer IsoSpeed vì sự cố đáng tiếc. Người đàn ông cho thuê xe điện cũng mang tiền đến gửi lại và xin lỗi phía streamer vì hành vi của mình. Đây là những động thái và sự vào cuộc xử lý kịp thời rất đáng hoan nghênh của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh và cả người dân. Tuy vậy, có nhanh và kịp thời mức nào thì cũng là chạy theo vụ việc. Chỉ vớt vát và giải quyết được phần ngọn của vấn đề. Để giải quyết tận gốc rễ, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác nên xem sự cố trên là một bài học. Và bài học này là cơ hội để ngành du lịch có những biện pháp quyết liệt hơn. Từ việc đồng loạt niêm yết giá dịch vụ công khai đến việc tạo ra các cơ chế bảo vệ du khách khỏi tình trạng bị ép giá, chặt chém. Chặt chém du khách, đặc biệt là với du khách nước ngoài, như trong trường hợp của streamer IsoSpeed, không chỉ đơn thuần là chuyện thiếu cái tâm và sự minh bạch trong làm ăn, mà còn gián tiếp gây tổn hại đến hình ảnh quốc gia. Cựu chủ tịch huyện và chi cục thuế đổ trách nhiệm cho nhau vụ sai phạm đấu giá đất. Thưa quý vị và các bạn, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai và chi cục thuế khu vực đổ trách nhiệm cho nhau trong việc không hủy kết quả đấu giá đất dù quá hạn nộp tiền. Chi cục thuế khu vực Chư Sê, Chư Pư và cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chư Sê đã có báo cáo giải trình sai phạm vụ đấu giá đất tại huyện này. Trước đó, như đã phản ánh, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra tỉnh Gia Lai xảy ra nhiều sai phạm trong đấu giá đất. Trong đó, sai phạm điển hình là vụ đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019 tại dự án quy hoạch khu trung tâm hành chính và khu đô thị sinh thái phía đông thị trấn Chư Sê. Trong cuộc đấu giá này, một vài cá nhân trúng đấu giá rất nhiều lô đất, như bà Hồ Thị Hiền trúng 107 lô, ông Nguyễn Xuân Ánh trúng 44 lô, ông Lê Viết Đức trúng 54 lô. Sau khi trúng đấu giá, các cá nhân này đều chậm nộp tiền trúng đấu giá so với quy định. Có người nộp chậm 140 đến 300 ngày. Dù vậy, cơ quan chức năng buông lỏng quản lý, không phát hiện sai phạm, không hủy kết quả đấu giá và thu hồi tiền đặt cọc, mà ngược lại còn cho phép gia hạn thời gian nộp tiền trúng đấu giá. Đây là việc làm sai quy định của quy chế đấu giá và phương án đấu giá. Việc này đã tạo điều kiện cho người trúng đấu giá chuyển nhượng cho người khác với giá thấp khó tin so với giá trúng đấu giá. Có nhiều lô khai giá chuyển nhượng 30 đến 50 triệu đồng dù giá trúng đấu giá chỉ là 3 đến 4 tỷ đồng. Báo cáo giải trình liên quan đến vụ việc này, ông Nguyễn Hồng Linh, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chư Sê nhiệm kỳ 2016-2021 nói: theo quy định phương án đấu giá, các ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện. Trường hợp có nội dung khác quy chế thì báo cáo Hội đồng Phát triển Quỹ đất, trình Ủy ban Nhân dân huyện phê duyệt thực hiện. Do đó, ngành nào vi phạm quy chế, làm sai thì ngành đó phải chịu trách nhiệm. Theo ông Linh, dù hết thời hạn nộp tiền, người trúng đấu giá chưa nộp nhưng cơ quan thuế không báo cáo Ủy ban Nhân dân huyện cho gia hạn hoặc hủy kết quả trúng đấu giá mà vẫn thu tiền gốc và tiền chậm nộp tiền nên phải chịu trách nhiệm. Cựu chủ tịch huyện lập luận rằng người trúng đấu giá chưa nộp đủ tiền sau khi hết thời hạn nhưng Ủy ban Nhân dân huyện không nhận được báo cáo đề xuất hủy kết quả trúng đấu giá nên không có cơ sở để hủy. Trách nhiệm này thuộc về chi cục thuế khu vực Chư Sê, Chư Pư. Trong khi đó, chi cục thuế khu vực Chư Sê, Chư Pư viện dẫn phương án đấu giá quy định trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày trúng đấu giá mà người trúng đấu giá không nộp đủ tiền thì phòng tài chính kế hoạch huyện trình Ủy ban Nhân dân huyện quyết định hủy kết quả trúng đấu giá. Còn cơ quan thuế không có chức năng nhiệm vụ tham mưu hồ sơ để Ủy ban Nhân dân huyện gia hạn nộp tiền sử dụng đất cũng như hủy quyết định trúng đấu giá. Theo chi cục thuế, trong trường hợp này, Ủy ban Nhân dân huyện biết rõ thông tin những cá nhân trúng đấu giá chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo hạn định nhưng vẫn phê duyệt cho gia hạn. Cán bộ ban quản lý dự án huyện ở Quảng Bình bị bắt. Thưa quý vị và các bạn, Ban Quản lý Dự án và Phát triển Quỹ đất huyện Minh Hòa xác nhận cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ ông Cao Chí Thành, sinh năm 1991, trú tại thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa. Sau khi đọc lệnh bắt giữ, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp cùng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Cao Chí Thành để thu thập tài liệu và bằng chứng phục vụ cho quá trình điều tra.
một lãnh đạo ban quản lý dự án thông tin, ông Thành bị bắt nghi có liên quan đến một vụ án vi phạm quy định về quản lý đấu thầu trong dự án cây xanh trên địa bàn huyện Minh Hóa. Lãnh đạo ban quản lý dự án nói thêm, hành vi vi phạm cụ thể như thế nào thì chúng tôi chưa rõ vì chưa có văn bản nào từ cơ quan công an thông báo cả. Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.